giờ mình đi ra đồng nha. Đang nấu ngoài kia thì đang thu hoạch những trái mướp á, để đem về phơi khô và bán sơ mướp à, mướp á. Hồi nãy trong một video khác mình cũng chia sẻ với các bạn là những trái mướp người ta trồng tự nhiên, nó không có phun thuốc gì hết, tại vì không phải để ăn, chủ yếu là lấy trái nên không cần phải xịt thuốc này nọ. Thì cứ để nó già người ta sẽ hái bóc vỏ ra ngoài người ta phơi này, thì cái hộp nó sẽ rớt ra, đủ hộp ra. Thì trái nhỏ xíu thì 3 trái 1.000, trái lớn xíu thì 1 trái 1.000, trái to thì 1 trái có 2.000 thôi, tính luôn cả hộp. Cái đất mình, khu vực mình đi nè các bạn, ngày xưa là người ta trồng rẫy, đấy là trồng đậu nành, bắp, à, trồng ruộng đó là trồng lúa. Nhưng bây giờ thì khác rồi, do nước lũ không về nữa nên không có đất, không có màu mỡ tốt để trồng lúa, mà người ta sẽ lên liếp người ta trồng mùng tơi, trồng các loại rau củ như gọi là bắp cải, ớt, rồi khác thì đó, bên kia là trồng mía nè, trồng mía, trồng mít, bưởi, đây là hồng thím mình trồng cải, bắp, mồng tơi nè. Thôi thím nói là trước á, thì thím trồng để lấy hạt bán, nhưng mà giờ rớt giá quá, giờ thím cũng dẹp luôn một tơi rồi. Bây giờ cái đất đây ngày xưa làm gì có vườn, bây giờ vườn hồ kỳ Vĩnh Long tre này nọ, Hồng Tháp, nhưng ở đây giờ cũng có vườn luôn rồi, tại vì nước cũ không về nữa. Dân ở đây trồng thì chỉ trồng thôi chứ họ không có kinh nghiệm để mà cho ra cây trái nó tốt, nó đạt năng suất. Bên kia là gì không biết, chú mình nói có hai mướp rồi hết đâu ta, là họ ngưng rồi. Xíu ở đây để chọc lúa là chủ yếu. Đây rồi, mướp kìa. Mướp mà trồng lấy cái này thì có vẻ dễ dàng vậy, tại vì không tốn công chăm sóc, không phải xịt thuốc. Các bạn coi cái đám mướp, đám mướp trồng để lấy sơ và hạt bán nè, rất là rẻ đúng. Trái này thì được 2.000 đó, to thì 2.000, vừa cô lấy sơ hạt luôn, tính luôn hoàn hạt trong cái trái đó, đây là 1.000 trái thôi, rất rẻ, dễ thương quá các bạn. Đất này nó hơi ướt nên mình sợ đi lún chân nên mình không bước vô trong được. Cho các bạn xem hình thôi. Cũng vất vả đó, cho nên vàng cho nó. Nên vàng cho nó đó. Chứ nó nặng lắm. Bên đây thì người ta trồng xoài luôn, vườn xoài. Wow, xoài bây giờ cũng rớt giá thảm. Được rồi, ở xóm mình ngoài kia xíu có bà kia cũng trồng một vườn xoài luôn, nhưng mà giá cả rớt quá, thế là bà ta kêu luôn cho không luôn,
ai muốn ăn sớm đến hái mà ăn. Và lúc đó thì nơi nơi đều rẻ, nơi nơi thì có xoài nữa. Nên đôi khi cho có người lấy, có người chẳng màng đến. Bên này là lòng tơi. Ôi trời, một con rắn mới bò ngang, sợ quá. Nguy hiểm ha. Lòng tơi này trồng khi mà nó ra hạt nhiều thì người chủ sẽ thuê một số người lót cái miếng lưới dưới này, sẽ họ sẽ tuồn hạt xuống và hạt đem về sẽ phơi khô và cân theo ký bán, ký 90.000 là hơn nữa, rất là rẻ. Ta mua hạt về chủ yếu là để bán cho người ta, nông dân mua hạt về mà người ta gieo để mà mồng tơi lên một đoạn ngắn là ta hớt bán ngoài chợ đó. Chứ mồng tơi này chẳng ai ăn tại nó già. Trồng bằng hạt thì nó lên tí xíu thôi thì nó không có già, nó dễ ăn hơn hả? Nhìn dễ thương. Hồi trước khi mình chẳng có vụ trồng mướp này đâu. Cái này cũng nếu còn mới phát sinh trên thị trường gần đây thôi. Đúng rồi, mướp già nhìn cũng dễ thương. Cũng vậy đó. Quất quả gì chứ, trái có 2.000 nếu mà trái bự. Trước phía sau trong kia nó có ao sen, nhưng mà sen người ta trồng trái để người ta bán chưa tới đâu thì người ta dân đi đọc đó, ông đi qua bà đi lại cứ ngắt ra dài búp về đại sen về ăn riết, chẳng có thu nhập gì hơn người ta, người ta phá luôn cái ao sen đó luôn, người ta không trồng nữa. Đất này là của ba mình, cho chú mình thuê lại để trồng. Ở sau ngoài kia là có đám chuối. Những cái dải đất liền kề này của bà, anh em của ông bà bên nội mình, bây giờ họ mất rồi sẽ lại với con cháu thôi. Thấy vậy chứ để có được một tí bông hạt còn tơi bán nó vất vả lắm, một mình thu hoạch không hết mà tiền thuê nhân công bây giờ không phải đâu. Oh, yeah.